เรียบร้อยนายsẽ phẫu thuật một cái trường hợp cái umen, có một cái umen ở cái ổ răng 11, chính vì thế nó cản trở cho cái răng 11 này nó không có được ra. Đây chính là cái phần nang nó đang hình thành cái khối nang đây này. Cắt tiếp ở mặt trên đây. Mũi này để long. Quay cho xa ra tí à, xong cắt. Cắt thì mở rồi. Tí gói mang về nhá. Anh đóng rồi cắt em. Nhiều nhiều. Hút vừa phải đấy, không hút sạch những cái đang những cái mầm xương non đang còn con. Đây là cái màng nang để nó bao bọc toàn bộ cái umen đấy. Và cái này nó còn phát triển, nó còn xâm lấn luôn vào cả cái răng này luôn. Đấy là cái răng này bây giờ là nó đang có độ lung lay. Nào quay chính thức vào đây đi. Đấy nên tại sao phải ghép xương. Cái này phải ghép xương đó. Đấy bây giờ phải ghép xương vào trong đây này. Nó rỗng như này mà anh. Úp vào trong đi, dí sát. Đấy mẹ. Em quay flat. Hút đi em tỏa. Cái răng là... Đấy thôi. Tỏa đi. Nhưng mà bây giờ cái độ lung lay của nó thế này, bởi vì nó tiêu hết xương lên rồi, nên cái phần răng này nó đang lung lay thế này anh nhỉ. Đấy, nên bây giờ phải ghép xương vào, chờ.
Ủa? Không ấy, để một thời gian nữa là phải nhổ cái răng này đi luôn. Chụp lại mấy ảnh, chụp lại cái ảnh này cái. Rồi, ok.